sáng 18 tháng 1, tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự, khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm, xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc. Hội đồng xét xử công bố quá trình hành vi phạm tội của 6 bị cáo vắng mặt tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc tham gia xét hỏi đối với một số bị cáo, Đồng thời, các luật sư xét hỏi một số bị cáo đảm bảo quyền bào chữa cho các bị cáo theo quy định của pháp luật. Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc công bố bản luận tội, quan điểm của Viện về giải quyết vụ án và đề nghị hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án để hội đồng xét xử có cơ sở xem xét, cân nhắc trước khi quyết định hình phạt một cách khách quan đúng quy định của pháp luật góp phần có hiệu quả vào việc gian đe, giáo dục, phòng ngừa chung trong toàn xã hội. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc nhấn mạnh, nội dung diễn biến cụ thể hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện rõ trong cáo trạng và đã được Hội đồng xét xử, xét hỏi, thẩm vấn công khai tại phiên tòa. Trong những ngày qua, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo đã nhận thức sâu sắc và hối hận về hành vi hậu quả phạm tội Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, giám định tư pháp và những tài liệu, chứng cứ khác đã được cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk thu thập có trong hồ sơ vụ án. Kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với những tài liệu, chứng cứ đã được cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk thu thập, phù hợp với những tài liệu chứng cứ khách quan khác. Qua đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc một lần nữa khẳng định, bản cáo trạng số 05 ngày 2 tháng 1 năm 2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc truy tố các bị cáo về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc giữ nguyên toàn văn cáo trạng về hành vi phạm tội và các tội danh đối với các bị cáo như đã công bố. Trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã tập trung đánh giá về tính chất mức độ, vai trò, hành vi cụ thể, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc, quyết định hình phạt đối với từng bị cáo.